Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm nước màu rất là đơn giản luôn. Người ta gọi là nước hàn đó các bạn. Nước này dùng để làm các món kho, kho cá, kho thịt. Nói chung là các món kho thì rất là ngon. Nhìn cái màu sắc của nó rất là đẹp nha các bạn. Các bạn cùng theo dõi mình vào bếp nhé. Ở đây mình cần sử dụng là một chén đường. Đường ở đây mình sử dụng đường cắt trắng nha các bạn. Các bạn có thể dùng đường vàng thì rất là tốt luôn. Và nửa chén nước, 2 thìa nước cốt chanh. Các bạn nên nhớ là 2 phần đường và 1 phần nước nha. Ở đây mình sẽ cho chảo lên bếp. Mình đợi chảo nóng rồi, mình sẽ cho đường vào. Mình sẽ nấu cho đường nó tan ra nhé. Có rất là nhiều cách để làm nước màu. Theo mình biết là được có 2 cách đó. Nhưng mà cái cách này của mình làm thấy nó rất là đơn giản, nhanh, và mình cảm thấy rất là ưng ý luôn. Nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm này của mình. Các bạn sẽ đảo cho phần đường của mình nó được tan ra, và tới khi nó sôi mà nó có cái màu rất là ưng ý thì các bạn sẽ tắt bếp và cho nhỏ nữa nha các bạn. Hôm nay các bạn đun với nửa vừa vừa nha, để cho cái đường của mình nó được sôi và nó chảy đều ra nhé. Mình sẽ đánh ra cho đường của mình nó thật là tan và nó sôi lên. Cái màu của nó rất là được rồi các bạn nè. Nó rất là ưng ý rồi. Lúc này mình chuẩn bị cho nước vào. Thì các bạn nên cho, một là các bạn cho nhỏ nữa, hai là các bạn tắt bếp đi nha. Để cho nó được hơi nguội nguội một tí. Và các bạn đứng xa xa ra một tí. Đó. Mình cho nước vào này. Khi mình cho nước vào nó sẽ hơi bánh lăn tăn một tí. Nên lúc này mà mình đã khuyên các bạn là nên cho nhỏ nữa. Hoặc là các bạn tắt bếp luôn cũng được. Và các bạn đứng xa xa ra một tí. Sau khi đổ nước vào rồi thì các bạn lại bật bếp lên nhé. Và mình nấu một lúc cho cái phần đường của mình nó kẹo kẹo lại một tí. Mình sẽ cho vào đây 2 thìa nước cốt chanh. Nước cốt chanh nó sẽ làm cho phần nước màu của mình không bị đông lại. Nếu như các bạn không cho nước cốt chanh vô á, một tí nữa mình nấu xong rồi mình để nguội rồi, cái phần nước màu của mình á, nó sẽ bị đông lại, đông cứng á các bạn. Bây giờ mình chỉ cần nấu một lúc nữa mình cho cái phần nước màu của mình nó, mình cảm thấy nó ưng ý là được. Mình đã tắt bếp và mình đổ ra chén này các bạn. Cái màu của mình nó rất là đậm đà và nhìn nó rất là vừa nha bạn. Này lúc mình chan vô màu á thì nó rất là vừa đó. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội rồi mình xem coi nó có bị đông không nhé. Bây giờ lúc nó nóng các bạn thì các bạn thấy cái nước nó hơi loãng loãng thôi, nhưng mà nếu nó nguội á thì nó sẽ sánh sánh lại một tí và nó không hề bị đông đâu. Bây giờ mình sẽ để cho nó nguội được cho các bạn xem cái kết quả sau cùng nhé. Đây này các bạn, mình đã để cho nó nguội rồi đó. Và mình đổ vô cái hũ. Cái này các bạn có thể sử dụng trong khoảng 3 đến 4 tuần nha. Cái nước màu của mình này, cái màu sắc của nó rất là ưng ý luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi. Các bạn coi này, bây giờ nó đã sệt lại này. Nhìn nó giống mật ong các bạn ha. Và cái màu của nó thì rất là đẹp luôn. Và nó không hề bị đông nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.